Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến phát triển kinh tế số, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam. Hội thảo tập trung thảo luận về bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến phát triển kinh tế số, cơ hội và thách thức, chuyển đổi số, lộ trình, năng lực, rào cản và thách thức, kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam, xu hướng phát triển kinh tế số đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Phát triển kinh tế số, một trong ba trụ cột chính trong chuyển đổi số quốc gia, luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển nền kinh tế. Để đạt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 20% vào năm 2025, nhiều chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra. Kinh tế số phải tăng trưởng gấp 3 đến 4 lần tăng trưởng GDP, tức là khoảng 20 đến 25% một năm, là những nhiệm vụ khó khăn thách thức, cần có giải pháp đột phá mới có thể đạt được. Hội thảo lần này là hoạt động ý nghĩa nhằm cung cấp thông tin và trao đổi toàn diện về phát triển kinh tế số và xã hội số, nghiên cứu và nhận diện những cơ hội và thách thức mới cho phát triển kinh tế số tại Việt Nam trong tình hình mới.